Xin chào các bạn, tôi xin được giới thiệu, tôi là Trần Văn Điệp, hiện đang là giảng viên của bên AppuTrain Aptech và FPT Aptech. Hiện tại tôi cũng chính là người sáng lập ra hệ thống gokishop.com, một nền tảng giúp thầy cô giáo có thể chia sẻ tài liệu cho các học viên của mình. Thì các bạn có thể nghiên cứu ai là thầy cô giáo thì các bạn có thể nghiên cứu kỹ về hệ thống này thì các bạn sẽ thấy nó khá là đặc biệt và khác so với các hệ thống khác mà tôi nghĩ là khá là phù hợp với việc các bạn dạy nhiều lớp học. Trong bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục phần tiếp theo của ngôn ngữ lập trình C. Trong bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cấu trúc struct. Trước khi tìm hiểu về nó thì tôi có một bài toán như sau. Giả dụ tôi muốn xây dựng ra một cái chương trình để quản lý thông tin của một học viên và thông tin của một động vật. Thì thông thường khi mà nói đến học viên thì các bạn sẽ nghĩ đến các cái thuộc tính gì của nó các bạn? Thì thông thường chắc chắn là sẽ có các kiểu dữ liệu như là tên, tuổi, tôi cho các thuộc tính đơn giản thôi. Là cha, là name, khoảng độ 50 ký tự. Tuổi, email, khoảng độ 100. Địa chỉ nữa, khoảng 100. Vân vân, còn rất nhiều thuộc tính nhưng tôi nói đơn giản thôi. Kiểu dữ liệu, tuổi nữa là như thế này. Đây là toàn bộ các thông tin của học viên. Giả dụ bài toán nữa tôi đặt ra là tôi muốn quản lý thông tin của động vật là cha. Cũng có tên là name, nhưng tên này của động vật thì chẳng nhẽ các bạn lại đặt tên là gì? Animal à? Animal name à? Vâng, 50. Color này, màu sắc của nó này, color là vào khoảng 20. Tuổi của động vật này là gì? Animal. Rồi, thế thì các bạn để ý này, khi các bạn thiết kế một cái chương trình dùng để quản lý thông tin của học viên và động vật thì các bạn nhìn như thế này, các bạn có hiểu đâu là thông tin liên quan đến động vật, đâu là thông tin liên quan đến học viên hay không? Giả dụ bây giờ bài toán đặt ra là tôi để quản lý ô tô nữa, rất nhiều thông tin của ô tô, rồi rất nhiều các thông tin của trước các máy tính chẳng hạn, hay là điện thoại rồi vân vân các cái vật gia dụng nữa đẩy vào chương trình quản lý này thì các bạn thấy xem là với cách quản lý này thì nó có ổn không? Thì khẳng định thứ nhất của tôi là nếu chúng ta quản lý thông tin như này thì chúng ta rất khó xác định ra được đâu là thông tin của những cái thành phần nào của sinh viên hay là của động vật hay là ô tô hay là xe cộ hay là các thiết bị gia dụng khác. Để giải quyết được bài toán này thì người ta có một cái khái niệm đó chính là cấu trúc. Cấu trúc là gì? Người ta sẽ nhóm tất cả những cái thuộc tính của một thằng vào một cái để chúng ta nhìn cho dễ. Giả dụ như đây tôi sẽ thực hiện cái quá trình chuyển đổi nó về dạng cấu trúc như sau, là tôi sẽ sử dụng là struct. Đấy. Sau khi khai báo struct này, các bạn sẽ đặt tên cho nó ở đây là giả dụ là student. Như thế này, các bạn sẽ ôm toàn bộ cái thuộc tính của thằng này, các bạn quăng lên trên đây. Đấy. Của animal, các bạn sẽ khai báo một cái struct là animal. Các bạn ôm toàn bộ thuộc tính của thằng này lên. Đây, các bạn có thể sửa chữ animal đi. Đây. Các bạn để ý nhé, với cách khai báo này thì tôi đảm bảo một điều là các bạn nhìn vào sẽ thấy rất là rõ ràng, biết được là đâu của động vật, đâu là của animal, khá là tường minh và các bạn dễ dàng hiểu về nó đúng không? Thì có thể biết được là nói đến sinh viên các bạn biết được à nó có bằng này thuộc tính, nói đến animal bạn biết ngay đến nó có bằng này thuộc tính, tương tự như thế các cái lợi các cái thành phần khác các bạn cũng có thể gói gọn thành như này nha. Thế thì cách dùng của nó như thế nào? Để dùng cái lớp student các bạn chỉ cần khai báo như sau, các bạn sẽ coi cái thằng này như là một cái kiểu dữ liệu các bạn hay quen dùng là int floatchart gì đấy đúng không? Các bạn dùng nó như bình thường là struct. Rồi, đây các bạn dùng khai báo trực tiếp trong đây là struct student. Các bạn khai báo một cái biến std nào đấy chẳng hạn. Đấy. Tương tự như thế là animal các bạn dùng cũng tương tự. Thế thì như thế này là các bạn đã có được cái kiểu giữ một cái đối tượng là str sinh viên rồi. Thế bây giờ làm thế nào để truy cập được đến các thuộc tính của nó? Giả dụ ở đây chúng ta nhập thông tin cho thằng sinh viên này chẳng hạn. Rồi, chúng ta sẽ làm sau là nhập thông tin sinh viên.
Thì các bạn chú ý sau, chúng ta sẽ làm như này. Dùng hàm scanf do nhập chuỗi, các bạn dùng hàm getF đi. GetF, các bạn dùng std, các bạn chấm name. Đấy, tương tự như thế này là các bạn đã nhập xong tên của nó rồi. Tiếp tục các bạn nhập các thông tin khác nữa là email, địa chỉ, nhập thông tin của sinh viên này. Là giả dụ đây là name này, email này, địa chỉ này. Đây các bạn sửa là email này, address này. Các bạn có thể nhập tuổi cho nó nữa, cho sinh viên nữa. Thì đối với tuổi thì các bạn dùng hàm scanf. Rồi, phần trăm B, các bạn dùng std chấm. Nhìn chung là nó giống hệt với tất cả những kiểu dữ liệu thông thường của bạn, khác mỗi điều là nó dùng cái tên này này, sau đó là chấm đến các cái thuộc tính này của nó. Các bạn cứ làm theo kiểu đấy là sẽ ra thôi. Và bây giờ in thông tin của nó ra thì các bạn dùng như sau, là chúng ta sẽ có hàm thông tin. Thông tin, các bạn sẽ cho là name bằng bao nhiêu, là phần trăm s chẳng hạn. Email bằng phần trăm s, địa chỉ bằng phần trăm s và tuổi bằng phần trăm d. Các bạn cho lần lượt std.name, std.email, std.address và std.o. Là như thế này, các bạn đã in ra được thông tin của nó. Bây giờ chúng ta chạy chương trình. Rồi, cái này các bạn thiếu dấu chấm thôi. Rồi, tên giả dụ như là Trần Văn Điệp. Email là abc. Để cho luôn email thật thì Trần Văn Điệp .it gmail.com. Địa chỉ, tuổi. Rồi, như thế này đã là xong rồi. Nhưng mà ở đây các bạn để ý nó đang gặp lỗi đúng không các bạn? Thì ở đây các bạn chú ý, đây các bạn thiếu một cái dấu này. Rồi, ok, chúng ta chạy lại chương trình. Rồi, tôi gõ nhanh rồi. Đây, như thế này là các bạn đã in ra được thông tin của nó nha. Về cơ bản cách dùng của nó khá là đơn giản đúng không? Đây, tương tự như thế, nếu các bạn muốn khai báo ra một mảng gồm n sinh viên chẳng hạn, các bạn có thể làm như sau. Đây là 5 sinh viên chẳng hạn. Đây, thì bây giờ bài toán đặt ra là làm thế nào để các bạn được nhập được thông tin của 5 sinh viên INTI. Các bạn chỉ cần làm như thế này. Các bạn chỉ cần for i bằng 0 chấm phẩy i nhỏ hơn 5 chấm phẩy i cộng cộng. Là đây là khai báo mảng này. Các bạn chỉ cần copy cái này. Thực ra giống hệt thôi, các bạn chỉ cần sửa lại ở chỗ này. Mảng của nó các bạn truy cập giống hệt các phần tử khác. Đây các bạn chỉ cần thêm cái này vào là các bạn đã chạy được qua mảng của chúng rồi nha. Đây, bây giờ chạy chương trình. Sau đó các bạn còn phải là in dữ liệu của nó ra nữa, của mảng này nữa. Thì đây, các bạn dùng cái này. Rồi, ok. Đây, không hề khó một chút nào. Rồi, chúng ta chạy lại chương trình. Rồi, chúng ta có thể nhập bừa này cho nó nhanh. Rồi, các bạn thấy là tự dưng nó gặp lỗi là bị mất đúng không? Không sao, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn. Khá là nhiều thông tin. Rồi, đấy, như thế là chúng ta đã nhập được thông tin của nó rồi. Chúng ta cho 3 và 2 phần tử thôi, không nhiều quá, nhập mỏi tay. Thì các bạn chú ý này, trước mỗi cái lệnh nhập này, chúng ta cho thêm hàm extra nữa để nó hủy lệnh đi. Thì trong máy Mac thì các bạn dùng đấy, còn Win thì các bạn dùng hàm flush std in, flush std out đấy. Như tôi nói, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa ra thông tin của nó. Đây, thì cái chỗ này chúng ta phải sửa lại thành 2 thì là sẽ hết lỗi thôi nha. Về cơ bản như thế này là chúng ta sẽ đã tìm hiểu ra được cái phần khai báo về cấu trúc và
cách dùng mảng cấu trúc đó và tìm hiểu về mảng cấu trúc. Bài toán đặt ra là làm thế nào để chúng ta viết ngắn gọn cái thằng này lại. Thì các bạn để ý này, để viết cái code này nó ngắn gọn hơn, chúng ta có một cách khác nữa là trước những cái thằng này chúng ta thêm dòng chữ là tiled. Rồi tiled, các bạn copy cái thằng này, các bạn đặt đây, đặt trùng tên cũng được, không sao. Đấy, thì khi đấy các bạn code ở đây này, các bạn có thể bỏ chữ struct này đi, các bạn chạy lại một chút. Đấy, như này là xong. Vậy có nghĩa là nếu chúng ta cho thêm chữ tiled và đây ở dưới đây thì chúng ta có thể viết cái tụ khai báo này của chúng ta nó ngắn đi, chúng ta bỏ được cái chữ struct trước cái thằng student này. Thì với cái cách này người ta hay dùng nhé. Thì bởi vì khi mà khai báo biến nó sẽ có rất nhiều các phần tử thì chúng ta không thể lúc nào cũng có struct trước được, chúng ta dùng kiểu này cho nó ngắn gọn. Thế thì cái thằng tiled này có nghĩa là gì? Thằng tiled này có nghĩa là khi chúng ta dùng cái thằng này, này thì cái thằng student này nó sẽ thay thế cho cách khai báo của cái thằng này. Thì thông thường là người ta sẽ dùng hai cái thằng này tên nó khác đi, struct cho nó khác đi chẳng hạn, thế đây chẳng hạn struct, thì có nghĩa là thằng cấu trúc struct này được định nghĩa ra cái này, thì chúng ta có thể dùng tiled là cái thằng struct này nó sẽ thay thế cho cái từ này, này. Bình thường chúng ta sẽ phải khai báo theo kiểu này đúng không các bạn, đúng không? Thế thì lúc đấy khi mà chúng ta dùng tiled thì cái thằng student này nó là viết thay thế, viết ngắn, viết vắn tắt hay là gọi cái tên khác cho cái thằng struct std student này. Nên khi chúng ta khai báo chúng ta có thể dùng nguyên cái thằng này để thay thế vào cái chỗ đấy. Thì đây là cái ý nghĩa và cái cách dùng của nó, là ý nghĩa của thằng tiled nha. Tương tự như thế, giả dụ các bạn khai báo một cái số nguyên là long int x bằng 5 chẳng hạn. Đấy, bây giờ các bạn cũng có thể dùng tiled để biến cái thằng này thành cái kiểu khác của các bạn. Ví dụ như các bạn dùng tiled long int abc chẳng hạn, các bạn dùng như này. Thì khi đấy các bạn có thể dùng thay thế abc bởi chữ long int như thế này là cũng được. Thì lúc đấy cái kiểu dữ liệu mới abc này nó chính là kiểu số nguyên lớn này nhé. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái phần tiled nó dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi học cách là ứng dụng bài toán con trỏ trong cái hệ thống này. Giả dụ chúng ta khai báo một con trỏ là student p, chúng ta sẽ gán p là bằng std này, nó chính là một cái mảng. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có thể dùng con trỏ p này để tương tác lên các cái phần tử trong cái mảng std này cũng được. Thì lúc đấy các bạn có thể sửa chỗ này nha. Thì nó sẽ trở thành p cộng với y. Thì các bạn chú ý này, khi làm việc với con trỏ theo kiểu con trỏ thì các bạn phải sửa cái dấu chấm này, dấu mũi tên này nha các bạn để ý. Đây, khi đấy chúng ta sẽ có thể sửa hết lại cái đống này thành như thế này. Đấy, những cái amateur các bạn chỉ cần nhớ cho tôi kiểu này là cũng được nhé. Tương tự như thế, đây chúng ta chạy chương trình. Rồi 1 1 1 1 2 2, đây là cái dữ liệu của chúng ta. Vậy là từ đây chúng ta đã hiểu được cái cách dùng con trỏ để tương tác lên. Thì các bạn chú ý như thế này, thì bản thân cái std này chúng ta cũng có thể hiểu nó như là kiểu địa chỉ, chúng ta cũng có thể truy cập trực tiếp thông qua cái phần đó, chúng ta không cần thông qua cái phần con trỏ cũng được. Như bài hôm trước tôi có nói về mảng thì chúng ta có ta sẽ có thể là thay thế lại theo kiểu như sau, là thành như thế này. Chúng ta sẽ thay thế lại thành như thế này. Rồi, như thế này là nhìn chung là khá ok rồi. Chúng ta chạy chương trình. Rồi, chúng ta nhập 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Ok, vậy là kết quả chúng ta. Vậy là cái trong cái bài này chúng ta đã nắm được khá là vững về cấu trúc là gì, cách dùng của nó từ con trỏ cho đến các cái phần tử khai báo, rồi đến cách dùng thay thế bởi con trỏ hoặc cách dùng thay thế bởi biến. Thì các bạn cố gắng nắm vững cái phần này, nó là một cái bài khá là quan trọng. Thì cố gắng là luyện, các bạn có thể gõ trong lại những cái dòng code trong video của tôi lần lượt lại thành nhiều lần các bạn cũng sẽ hiểu thôi. Và cố gắng là gõ, bởi vì tôi không public code, bởi vì
các bạn hiện tại kiến thức nó còn chưa tốt, trong nếu mà như những ai đã học khóa học C này thì chắc là kiến thức của các bạn sẽ chưa được tốt, nên tôi không muốn public code, các bạn copy paste nó rất là kỹ năng nó sẽ không tăng, do đó tôi sẽ không public bất kỳ cái code gì trong cái phần học C, mà chỉ là video để cho các bạn tự gõ lại thôi nha. Các cái khóa học về sau tôi sẽ public, nhưng khóa học này thì những bạn nào muốn học tốt thì hãy gõ lại theo video của tôi nha. Rồi tiếp tục nữa là một cái nâng cao lên để cho chúng ta làm việc được, đó chính là chúng ta ứng dụng cái phần malloc, calloc và relocalloc trong cái hệ thống cấp phát này. Thì tôi chỉ ví dụ một cái liên quan đến thằng calloc cho nó tiện đi, sau đó các bạn có thể xem video khác của tôi hoặc là các bài tập để củng cố kiến thức. Bài toán đặt ra là tôi sẽ sửa lại hết cái thằng std này thành chữ p cho nó phù hợp với bài toán này, để lát nữa tôi đỡ phải mất công sửa nhiều lần. Đấy, bài toán đặt ra là tôi muốn cấp phát ô nhớ cho con chó p này. Đây, tôi muốn cấp phát cho thằng ô nhớ này là đi hai phần tử, thì tôi sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ sử dụng ở đây là student chấm calloc, chúng ta cấp phát hai phần tử sẽ là như thế này, size OM là student như thế này, có nghĩa là các bạn đã cấp phát cho thằng này hai phần tử. Các bạn chạy lại chương trình nhé. P à, cái này các bạn có rồi, calloc size OM student calloc. Rồi ok, chúng ta xem lỗi là gì. File cái à đây, chúng ta sẽ nhỉ. Rồi ok, chúng ta chạy lại chương trình. Chúng ta nhập như sau: 1 1 1 1 2 2 2 2. Ok, như thế này kết quả chúng ta đã không hề thay đổi, đúng không? Bây giờ giả dụ bài toán đặt ra là chúng ta lại muốn cấp phát thêm cho nó ba phần tử nữa, một thôi để cho tôi đỡ mất công nhập, thì các bạn sửa ở đây lại thành relocalloc. Các bạn sẽ dùng con chó p ở đây, các bạn cấp phát tổng là ba phần tử, các bạn ghi chỗ này. Thì bây giờ nhập là nhập từ thằng 2 cho đến thằng 3, vậy thì số lượng phần tử in ở đây sẽ là 3. Các bạn chạy chương trình 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3. Ok, vậy bây giờ chúng ta đã có cái kết quả là như thế này. Vậy là trong bài học này chúng ta đã nắm khá là vững kiến thức về cấu trúc rồi, cách dùng cả con trỏ cấp phát động vùng nhớ cho nó, dùng calloc, relocalloc các thứ rồi. Thì hy vọng rằng trong khóa học này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn kiến thức, và hãy đừng quên subscribe kênh của tôi, và có thể là các bạn hãy ôn luyện các bài tập mà được đăng trên khóa học, hãy cố gắng thực hành thật nhiều thì kiến thức và kinh nghiệm của bạn sẽ tăng lên khá là ok thôi nha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.